chào các anh chị. Có một số người hỏi chứ là đây có phải là một cái mô hình kinh doanh kim tự tháp hay không, hoặc là có nhiều người hỏi đây có phải là một cái sự công ty lừa đảo hay không. Thì các anh chị cũng biết đó là công ty New Sin là công ty đã có mặt trên thị trường 30 năm rồi và có mặt trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì các anh chị cứ tưởng tượng đi, nếu mà đây là một cái mô hình kim tự tháp hay là một cái hình thức lừa đảo đó, thì công ty có đứng vững trên thị trường 30 năm không các anh chị? Công ty có thể nào mà có mặt trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ hay không? Và công ty có thể mà tồn tại giữa ban ngày ban mặt như vậy hay không? Thì câu trả lời là không. Công ty New Sin không phải là một cái công ty lừa đảo các anh chị. Công ty New Sin có gần 300 sản phẩm độc đáo, từ kem đánh răng, dầu gội đầu, tất cả những cái sản phẩm đều có chất lượng. Và tất cả những người tiêu dùng khi mình xài sản phẩm không có kết quả, công ty có thể hoàn tiền lại cho mình. Nên là không có cái gì mà có thể lừa đảo các anh chị được. Nếu mà các anh chị mua sản phẩm xài không có kết quả thì các anh chị đâu có mua lần thứ hai làm cái gì, đúng không các anh chị? Và khi mà chúng ta muốn mở một cái account để mua sản phẩm á, công ty hoàn toàn không có lấy cái tiền lệ phí nào cả. Thì anh hỏi các anh chị chứ là nó lừa đảo ở cái chỗ nào? Công ty New Sin là một công ty rất là đàng hoàng, làm việc đâu vào đó các anh chị. Cho nên đừng bỏ qua cơ hội này.